ờ uh, đâu bây giờ con nói cho nội nghe coi tiếng anh chào sao hello còn à uh, chào tiếng pháp Bonjour. à uh, ờ uh, tiếng trung ni hao. giỏi quá ta còn à uh, tiếng hàn anasio oh, ồ giỏi quá ta <cười> <cười> còn à uh, tiếng việt chào sao con ờ, ông nội nữa có hỏi tiếng việt ông hỏi tiếng đất đi con đang học ngoại ngữ mà uh, nhưng mà ông nội muốn con á, phải trả lời tiếng Việt trước đã. Bộ con không biết chào tiếng Việt sao? Xin chào. <laughs> giỏi lắm. <laughs> con muốn học nhiều thứ tiếng á, như vậy là tốt. Con thiệt là giỏi đó nghe, rất là đáng khen. Nhưng mà con phải nhớ, dù làm gì, con cũng không được quên tiếng Việt. Con đâu có quên đâu, con chỉ muốn học nhiều thứ tiếng để sau này có thể nói chuyện với người ta là một doanh nhân giỏi giỏi nhất giống như ông nội và ba <cười> <cười> nếu mà con muốn thay ông nội và ba tiếp quản bình gia đó nghe thì con phải càng trân trọng tiếng việt cũng như là phong tục tập quán của dân tộc mình con làm văn hóa thì con phải hiểu phải yêu văn hóa có như vậy thì con mới thành công được con hiểu không Dạ con hiểu Nhưng mà con hiểu có sơ sơ à <laughs> Nhưng không sao Ông nội sẽ từ từ dạy con Bây giờ con chưa hiểu Thì lớn lên con sẽ hiểu Dạ ừ. con thông minh giống như ừ. ông nội á <laughs> Chưa đứa nào về hả anh Ờ chắc là tụi nó đang trên đường về đó em Anh đó lúc nào cũng bên tụi nó thôi à Hồi nãy em đã dặn con Ren rồi vậy mà giờ vẫn chưa thấy thiệt tình bà ơi bà ơi bà cháu yêu bà lắm tóc bà trắng bà trắng như mây hơn yêu bà hưng nắm bàn tay khi hân dừng lời hân biết bà vui <laughs> Trời ơi, cái thằng chó con này Chỉ nịnh nội là giỏi thôi à Nè, có phải mẹ con dặn con không? Nếu ai hỏi rằng em yêu ai Thì em là em yêu ba nè Thì em là em yêu mẹ nè Thì em là em yêu ông bà Yêu nhất là bà cơ <laughs> Mẹ có dặn là phải yêu bà <laughs> Bà nội cũng thương con nhất nhà luôn <laughs> Alo Mẹ hả Thằng Khánh về nhà chưa mẹ Chưa Nó đi công tác rồi con à Tới khuya nó mới về Hôm nay Con đi công tác Vậy là mẹ ở nhà một mình hả mẹ <laughs> Mẹ đang nấu cơm Con có ghé về nhà không Con đi công tác Chắc là con không ở Sài Gòn ừ làm việc đi bữa khác ghé về cũng được mẹ mẹ ở nhà một mình nhớ cẩn thận nha mẹ mẹ đâu ở nhà một mình lúc nào cũng có ba con và em con ở nhà nữa mà mẹ những gì quỳnh gia đã gây ra cho gia đình mình con nhất định sẽ lấy lại cho bằng được Nếu như mẹ ở một mình Con sẽ bắt từng người một trong gia đình đó Phải ừ. ở một mình Nếu gia đình mình không thể quay quần bên nhau Thì con sẽ cho Gia đình của Quỳnh Gia Không có được cái hạnh phúc đó Con nhớ là tốt rồi Anh đi đâu vậy? Tôi tìm anh nãy giờ nè Xe đổ xăng xong rồi Sao anh chưa chịu về nữa? Ờ, à, tôi đi mua nước mời mọi người Cảm ơn đã cho tôi đi nhờ xe Không có gì đâu Chỉ là chuyện thường thôi mà Cảm ơn anh Anh nhanh lên giùm tôi một chút nha Tôi đang vội lắm Ok sao trả uống được không ngon lắm cảm ơn anh <laughs> anh tài xế à cà phê uống được không anh có cà phê uống là ngon rồi anh uống hết rồi hả nhanh vậy ờ à, tôi thích uống nóng không thích để nguội anh nhắm mình về đúng giờ không anh tài chắc là kịp đó cô tôi mới điện thoại hỏi mấy thằng bạn hình như là bữa nay không có kẹt xe ừ vậy là quá tốt rồi à, dạ bộ tối nay cô có việc gì quan trọng không? cũng là chuyện gia đình thôi mở một buổi tiệc chúc mừng con tôi đạt giải nhất bộ môn hùng bị tiếng anh con trai cô là cháu nội đích tôn của quỳnh gia phải không ừ thằng bé học giỏi quá chắc là giống ông nội cô sao chị bị say xe, xe hả không tôi không bao giờ bị say xe, xe hết chắc là tại ly trà quá ờ sao kỳ vậy tôi muốn trà bình thường mà có khi nào là trà hết hạn được không ờ à, ờ à, không không bao giờ Ừ. Cô có sao không Con muốn ăn món nào Dạ Dạ con pizza ừ. Ở đây có món cá hồi nướng ngon lắm Con có muốn thử không Không con muốn ăn pizza à Nhưng mà pizza không có tốt cho con <laughs> Em à Lâu lâu thằng cháu cưng nó thích ăn cái gì Cứ cho nó ăn đi em anh không có nên chiều nó như vậy <laughs> lâu lâu một bữa thôi mà em một ngày hôm nay thôi bà nội ừ. <laughs> con gọi cho vợ con chưa hồi nãy con gọi rồi Rên nói sẽ về kịp thôi mẹ à con nói vợ con á làm việc ít thôi còn dành thời gian cho con cái nữa con biết rồi để con gọi lại ừ. Có cần ngồi nghỉ ngơi một chút không Thôi tôi khỏe rồi Mình đi thôi Dạ yeah. ừ. Cô có sao không Hả Em nghĩ là em không ổn rồi Chắc em phải vô trong lại Em sợ đi giữa đường có chuyện không hay xảy ra Ừ Mà bực mình thiệt chứ Không biết tại sao nữa Chắc là do ly trà rồi Ờ Có khi nào cô bị dị ứng trà không Trước giờ uống trà cô có bị vậy không Tôi chưa bao giờ bị hết Chắc là tại Ly trả hết hạn À, thôi được rồi Hay là để kiếm chỗ nào đó mua thuốc cho cô nha ừ. à... Dạ, em nghe nè anh Em tới chưa? Chắc anh phải nói với ba mẹ giùm em là Em xin lỗi, chắc em về không kịp Sao kỳ vậy? Hồi nãy nói đang trên đường về mà, sao bây giờ nói về không kịp? Em đang ở đâu? Em có chuyện đột xuất cần phải giải quyết, có gì em sẽ nói lại với anh sau nha. Thôi thôi em cúp máy đây á. Ba ơi, mẹ không có tới hả? À, ba mẹ à, chắc uh, mình gọi món ăn trước đi, nên nói về không kịp. <laughs> có gì gấp á? Mà bị đau bụng như vậy, hay là? để tôi đi mua thuốc cho cô nha. Anh tự uống thuốc vô rồi là sẽ hết liền chắc. Còn đỡ hơn, cứ chạy năm phút thì dừng xe một lần. Biết khi nào á mới về tới thành phố đây. À, tôi được rồi, để tôi đi mua cho, ha giờ này mà con ren chưa về nữa hả để con gọi cho cổ thử hương à lên lầu thay đồ chuẩn bị đi ngủ đi con dạ thưa ba thưa mẹ con mới về sao giờ này mới về mẹ nãy giờ mẹ đi đâu con chờ mẹ quá chừng luôn mẹ có chút công việc cần phải giải quyết Xin lỗi con Công việc gì mà quan trọng quá vậy Bữa ăn hôm nay là đã có hẹn trước mấy ngày rồi Con nói là con sắp xếp được Vậy mà hôm nay là như vậy đó hả Con xin lỗi mẹ Mẹ không cần con phải xin lỗi mẹ Con hứa mà con không giữ lời hứa Thì làm sao sau này con dạy con con được Em à Con nó mới về Có chuyện gì thì từ từ nói sau mẹ chỉ muốn nói với con rằng là con làm cái gì thì làm đừng để con của con nó nghĩ rằng là con coi trọng công việc hơn là nó dạ con biết rồi mẹ em đưa con lên phòng nghỉ ngơi đi ừ, dạ xin phép ba xin phép mẹ con lên phòng mình đi thôi con Thank mm -hmm. you. Con ngủ rồi hả? Dạ. Em có chuyện này muốn nói với anh. Chuyện hôm nay em về trễ là tại vì... Anh đi rót nước hả? Em nói tiếp đi. Sao hôm nay về trễ? Em gặp chút chuyện ở ngoài đường thôi. Hôm nay ngoài đường không kẹt xe, không tai nạn. Sao về trễ ừ. vậy? Không không phải là chuyện kẹt xe à, chỉ là một chút chuyện cá nhân của em thôi em xin lỗi em vì chuyện cá nhân mà để mọi người phải chờ em có nghĩ cho ba mẹ không có nghĩ cho con có nghĩ cho anh không ừ. em xin lỗi anh sự nói cho tao. em ơi. nè. phải bạn bị hai tên kia giật ba lô không? dạ dạ phải. sao không đuổi theo mà lại bỏ chạy? em sẽ bị đánh. là sao? bị giật đồ mà sợ người ta đánh thì uh, trong ba lô của em á toàn là uh, <laughs> toàn là toàn là tờ rơi không à um, tại vì uh, tại vì sắp tới em cũng rảnh nên là em nhận mớ tờ rơi về chiều nay tính ra ngã tư phát á để em kiếm thêm ít tiền um, em sợ tụi cướp phát hiện á tụi nó quay lại tụi nó đánh em vậy là trong đây không có giấy tờ tiền bạc gì hết hả dạ không có giấy tờ tiền bạc gì hết á tất cả giấy tờ tiền bạc ở trong đây nè ê làm gì vậy hả em mặc hai áo mà nè trong thời buổi trộm cướp như vậy á thì đây chính là biện pháp an toàn nhất ừ. <laughs> nè bữa giờ bà sao rồi có ổn không có gì đâu mà không ổn thiệt không đó tôi nghe có mùi rồi đó nha có chuyện gì Kể tôi nghe coi Chuyện gì là chuyện gì Bà nói thiệt đi Tôi chơi với bà bao nhiêu năm rồi Nghe giọng của bà là tôi biết có chuyện gì rồi đó Cũng không có gì Hôm qua Có hẹn đi ăn với cả nhà Mà tôi đi công tác về không có kịp Cho nên Cả nhà không vui thôi Bà nội của thằng Hưng lại la bà nữa phải không Không sao Chuyện nhỏ thôi mà Vậy còn anh Hậu thì sao Anh có bên bà không nhưng mà bà đi công tác á chứ có phải đi chơi đâu. Tính ra ảnh là sếp của bà. Bà đi lo công chuyện cho ảnh thì ảnh phải hiểu bà hơn chứ. Không phải tại ảnh. Cũng tại vì tối qua tôi không nói cho ảnh hiểu hết thôi. Ủa, vậy tại sao bà không nói? Bà phải nói cho ảnh biết chứ. Đâu phải chuyện gì cũng nói hết được. Bà cũng biết rồi đó. Tôi với ảnh cũng ít nói chuyện mà. Trời đất ơi, hai người là vợ chồng đó nha. Đừng nói với tôi á, tới bây giờ bà vẫn coi ảnh là ảnh rể của bà nha. Nè, tôi hỏi bà chuyện này nha. Bộ bà với anh Hậu vẫn còn phòng ai để ngủ hả? Bà vẫn còn đang ngủ ở phòng thằng Hưng phải không? Tại con còn nhỏ. Cho nên cần phải có người ngủ chung hả bảy năm trước á lúc bà mới sinh con bà cũng nói với tôi câu này đến bây giờ bà cũng nói câu này nữa chừng nào con bà mới lớn bà nghe nè anh hậu á là chồng bà gia đình đó cũng là gia đình của bà hạnh phúc đó thì cũng là hạnh phúc của bà thì bà phải biết nắm giữ chứ sau này á bà hối hận không kịp đâu Nè, tới rồi <laughs> Dạ, em cảm ơn anh ờ. Không có gì Nhưng mà lần sau á em đi đường phải cẩn thận hơn nha chưa ừ, Anh chu đáo quá à À, quên nữa Ê, em làm gì vậy Hả, trả tiền xe cho anh Thôi, 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 thôi khỏi tiền bạc gì hết đó Ờ, em cài nút áo lại đi Anh tiện đường cho em quá gian thôi Tiện đường Ủa, nhà nó gần đây hả như vậy thì em cần phải trả tiền cho anh Để lần sau á Em có em có quá gian nữa Nè cho em gửi anh Thôi anh lấy không lấy, đi. đâu Dẫn đi mà Cất vô đi Nè à, Anh Tâm Sao giờ này em mới về um... Ủa ai vậy Dạ Ê lại đây à, Anh em giới thiệu nha đây là anh Tâm, anh họ của em à, Còn đây là Tên gì vậy? Dương Đây là anh Dương Anh biết làm sao không? Hồi nãy á, em bị cướp ba lô á. Xong cái anh Dương ra tay nghỉ hiệp Lấy ba lô lại cho em <laughs> ờ, Vậy hả? Anh cảm ơn em Dạ, không có gì Đây là cà phê xích của anh Khi nào cần anh, thì gọi điện thoại cho anh Dạ, không cần đâu, chuyện nhỏ thôi mà Nè, cầm lấy nhớ gọi cho anh em nha anh em mới là một luật sư đó Ê. một luật sư rất là tài năng tốt bụng lại nhiệt tình nữa ừ. giỏi quá ha hả <laughs> thật ra nói chuyện với chị phương không khó nhưng cái khó là nói chuyện với luật sư của chị anh ta nhất quyết không chịu bồi thường và nhất định phải đòi đưa ra tòa sao lại ra tòa chuyện này có gì lớn lao đâu hay là bên đó muốn làm căng để đòi bồi thường? Vấn đề bồi thường thì bên chúng ta đã suy nghĩ tới. Nhưng luật sư nói, tiền không phải là vấn đề quan trọng, mà danh dự mới là quan trọng. Không phải là bồi thường không quan trọng, mà quan trọng là bồi thường bao nhiêu. Chắc là họ muốn làm lớn để đòi thêm tiền. Máy tay luật sư thường làm lớn để thân chủ họ hưởng lợi. Thứ nhất, trách nhiệm thuộc về chúng ta. Khi chúng ta không làm tốt công tác thẩm tra, đảm bảo chất lượng và tính trung thực của chương trình. À, phải tự nhìn nhận và khắc phục cái chưa được. Trách nhiệm này không chỉ riêng một mình Ren mà của cả một ekip. Vấn đề này không khó giải quyết nhưng mà tại sao lại có sự xuất hiện của luật sư ở đây có phải là do cô phương mời không ba con nghĩ một người phụ nữ như chị phương không thể nào chủ động mời luật sư trong chuyện này ý của con là tay luật sư này chủ động tới tìm chị phương sao có khi nào tay luật sư này là của công ty truyền thông khác mời đến để làm lợi cho chính công ty của họ nếu không, tại sao họ không chịu bồi thường mà chỉ đòi kiện? Theo con thì... Ý của tài luật sư này là gì? Con cũng không chắc. Cũng không biết là hai người họ tiếp xúc với nhau từ lúc nào. Nhưng bây giờ chị Phương không nói gì. Tất cả... Đều là do luật sư của chị nói. Ý con sao? Con nghĩ... Con xin lỗi. Ba, con nghĩ chuyện này... Ừ. Alo Anh yêu Sao anh không nghe máy ừ. Anh đang hợp Chúc anh gọi lại cho em sau Dạ, anh làm gì thì làm, nhưng anh đừng quên là trưa nay mình có hẹn với nhau đấy nhá. Anh biết rồi. Vậy nha. Dạ. Alo. Anh à. Ố, anh họp xong rồi hả? sao nhanh vậy thằng nào chồng cô đây ờ tôi đang đi làm nếu không có gì tôi cúp máy đây này cô mà cúp máy là cô chết mẹ cô với tôi đấy tôi nói cho cô biết nhá cô phải nên nhớ rằng mẹ cô con gái cô còn đang ở với tôi mà cô là cái loại đàn bà ích kỷ cô chỉ biết lo một mình trốn cô cũng trốn một mình đồ cốn nạn anh nghĩ tại sao mà tôi phải trốn chui trốn nhủ như thế này hả anh hại tôi mà chưa đủ hay <laughs> sao Bây giờ anh còn muốn cái gì nữa Chồng nhớ vợ Thì chồng điện thoại thôi Mà này Gửi ít tiền về cho con Lam nhá Tiền ở đâu ra mà gửi Anh nghĩ tôi là cái máy in tiền hay sao Cho dù tôi có là cái máy in tiền đi chăng nữa Thì có bao nhiêu đi nữa Cũng không đủ cho anh cúng vào cái sòng bài đó Này Tôi nói cho cô biết nhá Nói đến cái sòng bài của cô ấy Thì người chín lạ kẻ một cân nhá Tôi hỏi cô, cô có gửi tiền không thì bảo Khôn hồn ấy thì gửi tiền về đây Không thì nó bắt mẹ và con gái của cô trừ nợ Lúc đó thì đừng có trách Con tôi, không phải là con của anh hay sao? Vâng, nhưng thằng này không có tiền Thì phải làm sao? Mà điện thoại của anh cũng hết tiền rồi Nộp cho anh ít tiền đánh nạp cạc nhá Mẹ điện thoại hết mẹ cả tiền điên tiết thật bố, cái gì có đây? hai cái chú kia kìa kêu con gửi cái này cho bố thế nó có nói gì không mà mày có nói là bố không có nhà không vâng rồi ạ à. sao lại đưa bố cái thư này con không biết hai chú đó kêu con đưa cái này cho bố vì nó rất quan trọng đưa bố xem nào ui giời ơi thế này là chết bố mày rồi mày hại bố mày rồi ui giời ơi thế là nó không theo dõi không? mày à, à, à mày chạy chạy Cô. chạy đi con mẹ ơi sao mày né ngu sống né anh hả bên này này ông làm cái gì mày mày tính làm cái gì đấy nó chạy được này đuổi theo đuổi theo nhanh lên con. nhanh lên nhanh lên tao bỏ mày lại bây giờ bố đang vi phạm mày không chịu nổi em mày đấy vi phạm cái gì mà bố vi phạm vi phạm quyền trẻ em phạm đấy cái con cầy con biết bố tụi con cầy mà chết. ôi Ê. À, vậy, bố không có chết đâu bố đừng có lo mày ấy, bố mày mà bị hai thằng này bắt đấy là lỗi tại mày đấy bố nói cho mày chạy biết đi, nhanh, nhanh lên con à, à, nó chạy được kia kìa à, khung này à. à, nó chạy được này này à, đi nào nhanh lên, lên. À. ah chạy Ôi trời bố, bố Bố, bố, Cái gì? bố, chui xuống đây đi Bố có muốn bị bắt, bố chui xuống đây mày, đi Mày, mày bảo bố chui xuống đây hả Vậy bố muốn bị bắt phải ờ, không Bố ừ, chui ừ, xuống ừ. đây đi Được, được, bố xuống Ê, anh bạn, coi như không thấy gì nhá Dạ vâng ạ Chú, 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 chú coi như không thấy gì nhá Chú biết rồi Bố bố đừng bảo ba bố đừng bảo à, xin lại xin bố, lại xin bố. lại xịn lại ơi bố bố hả đi chưa xong rồi đi lên xong rồi hả này bố mày có chết đâu mà sao mày lại mà mày khóc gớm vậy hả con già khóc mà ừ <laughs> Thông minh, con gái bố thông Mình minh. Đi theo bố Để... đi lẹ lẹ lên. Đi đường này con. New me discover with Yamaha. Yamaha Trendy À, Ren à Ba nghĩ con đừng nặng nề quá như vậy Chuyện này không phải lỗi của riêng con nhưng nếu con cẩn thận hơn thì mọi chuyện sẽ không như vậy. À không sao, bà nghĩ chuyện gì cũng có thể giải quyết được. à, chiều nay con có hẹn với tay luật sư đó phải không? ừ, dạ. ừ, tốt lắm. cố gắng nói chuyện xem mục đích của anh ta là gì, biết được rồi mình sẽ dễ thương lượng. dạ chiều nay con đi cùng với Randy, hai người sẽ dễ nói chuyện hơn. Hôm qua Randy nói đi một mình giải quyết được mà ba. À... Sao vậy? À... Dạ, con tự lo được mà ba. Ba nghĩ hai đứa nên đi cùng với nhau thì sẽ dễ dàng hơn. Chiều nay con có cuộc họp gấp, nhưng mà nếu cần á, con sẽ hủy cuộc họp. Không cần đâu. Em tự lo được. Con tự lo được mà ba. Giả lại con hứa với anh ta là con sẽ tới đó một mình. Bây giờ lại đi chung với anh Hậu, con sợ là không hay cho lắm. Hay là ba cứ để cho con gặp và nói chuyện với anh ta trước, rồi xem tình hình như thế nào rồi mình tính tiếp được không ba? Ờ. À, thôi, vậy cũng được. Em đi nha. Anh đang tới nè em. Tại sao anh muốn theo vụ án của Quỳnh Gia? Một vụ án không hề lớn, anh lại muốn cho nó ra tòa. <laughs> Đó là ý của thân chủ tôi Không Đó là ý của cá nhân anh Chính anh là người chủ động liên lạc với chị Phương Và muốn làm luật sư cho chị Có đúng không Tại sao cô nghĩ Tôi chủ động đi tìm gặp chị Phương ừ, Chị Phương đã nói với tôi như vậy Không thể nào Tại sao lại không thể Tại vì uh, tôi đã cấm chị Phương nói ra chuyện này Vậy là Anh đã chủ động thừa nhận với tôi chính anh là người liên lạc với chị phương trước tại sao anh lại làm như vậy ờ chuyện này nói sao được không anh lại muốn gì đây bây giờ có chuyện quan trọng hơn cần phải giải quyết cô có quen không tôi thấy chị ta rất quen chỉ là hiện thời không nhớ ra vậy thì để tôi hỏi cho nha ê anh làm cái gì vậy ừ, thì trước sau gì hai người cũng gặp mà ơ à, tình cờ quá không ngờ hôm nay lại có dịp gặp em ở đây lâu lắm rồi không gặp nhỉ em có khỏe không mà không biết em còn nhớ chị không còn không đi ra ngoài kia hay là đợi người ta đuổi lớn bằng đấy rồi mà không ý thức gì hết chỗ người ta đang làm việc em tới gặp chị hai chị hai á hèn gì em ai ra nhận nè <laughs> em nhớ ra chị chưa chị tên huyền bạn học của liên hoa và anh hậu <laughs> lâu quá rồi không gặp chị khỏe không <laughs> chị bình thường em làm gì ở đây vậy dạ em có hẹn với anh tâm luật sư em có nói với anh rồi mà ờ chào anh xin chào tôi là tâm anh là hậu giám đốc sản xuất của quỳnh gia có phải không ừ, mình biết nhau rồi à à không anh nổi tiếng quá mà ai mà chả biết <laughs> À, tôi với chị Ren Đang bàn về trường hợp của chị Phương Anh là giám đốc sản xuất Vậy thì um, Nếu anh có thể tham gia Thì tốt quá Không sao Nếu anh bận Thì em về trước cũng được À không à, Anh với chị Quyền cứ nói chuyện với nhau đi Bữa khác anh em mình nói chuyện với nhau cũng được anh ha Ừ ok à, Thôi tới giờ em phải đi đón con rồi Anh đưa em đi Thôi em tự đi được Anh đưa em đi cũng được mà Anh sẽ gọi cho em sau nha Dạ Mình đi thôi em Chào dạ. Cô tên Quyền Xin lỗi Hiện giờ tôi không có việc gì cần đến luật sư hết Nếu cô muốn có được hậu Thì cô phải nhờ tôi anh nói cái gì? Em đừng có hiểu lầm nha. Em không biết là hôm nay anh có hẹn. Thì anh nói rồi mà. Lúc nào cần á, thì anh sẽ đi với em. Em không nghĩ là anh lại hẹn với chị Quyền thì với ai cũng vậy thôi lâu rồi không gặp quyền phải không dạ tại lúc trước chị ấy không thân với chị qua cho lắm cho nên em cũng không có rành anh mới gặp quyền gần đây thôi quyền muốn tìm hiểu lĩnh vực truyền thông cho nên nhờ anh giúp sao sao chị ấy lại muốn tìm hiểu về lĩnh vực truyền thông Anh nói cái gì? Tại sao anh lại biết tôi cần anh? <laughs> Chỉ cần tôi nhìn cô Là biết cô thuộc dạng gì Cô bám vào Quỳnh Hữu Hậu Chỉ vì tiền thôi đúng không? Anh à... À... Anh dám xúc phạm tôi à? Nói sự thật Không phải là xúc phạm Anh biết gì về tôi mà nói Sao cũng được nếu như cô thật sự muốn chen chân vào Giữa hậu và re Thì cứ gọi cho tôi Tôi không cần <laughs> Vậy thì thôi Khoan đã Ờ ừ, Tôi tưởng cô không cần Rồi tập theo ông nội nha con Dạ Một hai hạ thấp <laughs> xuống trời ơi thằng hưng nó còn nhỏ xíu à mà anh bắt nó tập dưỡng sinh cứ như là ông già vậy <laughs> tại uh, nó đòi chứ anh đâu có bắt nó đâu <laughs> con muốn giống ông nội mà ừ con nó định ông nội kìa <laughs> con à đến giờ đi học rồi vô chuẩn bị đi dạ ừ uhm nội ơi có nói nhỏ nè nói nhỏ ừ. nè <laughs> ủa con đi trước nha nội <laughs> cái thằng lém quá đi à anh vô ăn sáng rồi chuẩn bị đi làm à em à Emma. dạ à, thằng hậu nó có gửi cho anh một bộ hồ sơ xin việc vị trí là trợ lý cho nó vậy thì sao hả anh hiện tại thì à, mình chưa có kế hoạch tuyển dụng mà anh cũng không hiểu sao tự nhiên nó lại gửi cho anh hồ sơ này ứng viên lại là một phụ nữ là bạn học cũ của liên hoa anh cảm thấy có cái gì đó không được bình thường cho nên anh mới hỏi kiến em nè từ khi con liên hoa mất cho tới giờ nó gần như không liên lạc và gặp gỡ một người bạn cũ nào cách nó nói về người bạn này khá là đặc biệt có vẻ như nó muốn uh, những người này vào làm việc ở quỳnh gia hoàn toàn là vì tình cảm chứ không phải là gì ở năng lực có bao giờ nó thích đưa người quen vào công ty làm đâu thôi để em hỏi nó coi làm sao ừ bữa nào em thử trò chuyện với nó đi dạ dạo này anh thấy nó hơi lạ lúc nào nó cũng có vẻ bận rộn nhưng lại sao lãng công việc em cũng thấy nó thường xuyên đi sớm về trễ mà thôi Chuyện đó để tính sau đi Chuyện quan trọng là bây giờ anh phải vô ăn sáng Rồi chuẩn bị đi làm nữa ừ. Nếu như không nghiêm chỉnh giờ giấc á Là bị cháu nội đích tôn phạt đó nghe chưa <laughs> Ừ Em vô ăn sáng với anh luôn nha Dạ Cô muốn làm vợ chính thức của hậu Hay chỉ là người thứ ba Lén lút sau lưng Nhưng mà sao lại phải ghi âm lại tôi với anh chỉ nói chuyện như những người bạn thôi mà cô không cần biết cô chỉ cần trả lời những câu hỏi của tôi <laughs> anh ghi âm lại để làm bằng chứng gì đó phải không <laughs> hay là con gen nó kêu anh làm điều này nếu cô là người thứ ba chỉ lùm bặt cắt hậu cho cô bao nhiêu thì cứ nhận mấy tiền nhưng nếu làm vợ hợp pháp thì cô sẽ có một nửa quỳnh gia nhưng mà nếu cô giỏi giang khéo léo hơn thì có thể cô sẽ có tất cả hậu là người thừa kế duy nhất của quỳnh gia cô nắm được hậu là cô sẽ nắm tất cả <laughs> anh cứ làm như là dễ lắm vậy Tôi đã nói rồi. Nếu cô muốn, thì tôi có thể giúp cô làm điều đó. Vậy, tại sao anh lại giúp tôi? Cô không cần biết lý do. Nếu như anh không nói, thì tôi cũng không thể nói với anh bất cứ điều gì hết. Cô biết rào cản lớn nhất để cô bước chân vào Quỳnh Gia là cái gì không? là con gen. Không. Theo cảm nhận của tôi, hình như anh hậu không thích nó lắm. Không thích. Thì sao lại cưới? Nghe nói, hình như là vì lỡ có con nên phải cưới. Đây là bé Hưng. Con của Hậu, năm nay 7 tuổi, đẹp trai, thông minh, ngoan ngoãn, lễ phép, là báo vật của Huỳnh Gia. Anh theo dõi Huỳnh Gia Tại ừ. sao? Tôi không thích những người hỏi nhiều. Bé Hưng chính là chủ khí lợi hại nhất của trẻ. Ngày nào còn bé Hưng, thì ngày đó Không ai có thể thay thế được vị trí của đây Vậy Phải làm sao Tôi có thể giúp cô Giải quyết vấn đề này Với điều kiện Cô phải tuyệt đối nghe lời của tôi Được được Tôi nghe Anh nói đi Nếu bất cứ lúc nào Cô phá vỡ thỏa thuận Làm sai ý của tôi thì đoạn ghi âm này sẽ tới tay của hậu đó sẽ là bằng chứng để mà chống lại cô ờ nhưng mà thật ra anh muốn tôi phải làm gì làm gì thì bây giờ tôi chưa thể nói với cô Tùy cô lựa chọn hoặc là mạo hiểm để có tất cả hoặc là không có gì hết à, anh muốn sao cũng được anh nói đi ừ làm sao có thể đẩy con gen ra khỏi huỳnh gia bé hưng không phải là con của hậu ờ, à, anh nói cái gì chỉ cần huỳnh gia biết chuyện này gen và con trai sẽ rời khỏi đó ngay lập tức trời ơi nếu đúng như vậy thì hay quá Alo Tôi nghe đây Xin lỗi ai đầu dây vậy Dạ con là Huyền đây ạ Con chào bác ạ Nguyên nào